Rồi hai kiếm xin chào cả nhà nha. Thì chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha cả nhà. Thì kiếm cũng mới làm về cả nhà. Thì giờ này cũng 5 giờ mấy. Gà thả ta lứ thử cả nhà. Rồi có cá để ăn không, thấy cũng dòng thì đặt sới trơn nha. Bạn ở trong đó ta đám kìa. Nhạc quá trời, không biết cả nhà nghe không nha. Rồi, mời cả nhà đi thả lưới cùng kiếm cả nhà ơi. Cũng mới vừa thả xong rồi cả nhà. Thì mới ghi hình cho cả nhà xem cả nhà. Cả nhà nghe nhạc không? Trời nghe lớn cả nhà không có ghi hình được. Cả nhà sẽ thông cảm giùm mình nha. Đợi hồi bớt bớt nhạc á rồi giờ mình vừa thả gọi cả nhà, giờ mình cuốn lưới cả nhà, không biết chín hay không đây, tối luôn rồi. Giờ này mà còn ca nữa cả nhà, rồi không dính gì chưa? Không dính rồi cả nhà, ốc thì quá chừng ốc luôn. Giờ này còn ở bên đó đám còn ca nữa cả nhà, xin để tới tối thầm coi có nghỉ ca không, rốt cuộc cũng vẫn còn luôn. Dính cả nhà, dính rồi. Dính rồi cả nhà ơi. Trời ơi miếng này hết biết ngon luôn, thấy ục lê gai mà sao thám dính ta. Rồi, nãy giờ cái gì vậy? Nó chập cái nhà ơi. Nó chập. Chập nha. Ê, hôm nay có cái gạch động nữa. Chập thì nó trơn lắm nha. Một em khá chập. Nãy giờ được một con cá chạch ngọt à, hấp thu rồi cả nha. Cái này là vô ăn muối nữa. Đấy, một cái chạch nó vô kho mặn mặn. Trời ơi. Cái này ngon hết biết ngon luôn. Rồi từ từ lưới vẫy 50.000 bạc. À cái này là chết luôn rồi. Không dính. Còn cả nhà. Trời giờ này còn ai lô nữa. Này hồi vớt mới ốc về mời đặt chúng này cả nhà. Giờ này ốc quá trời ốc nổi. Không dính chèn. Chìm phao sâu quá, chìm phao.
được em cái sạc em cái chặt cái rồi luôn quá. Ơi. Giờ này mà còn ca nữa cả nhà. Đây được em. Ba em. Ba lưới trăm thước. Bất ngờ thì chứ. Đây, đây em nó cái nha. Em nó đủ khô à. Như vậy khô mặn mặn hai vợ chồng ăn là vừa luôn. Lưới nhỏ mà cá bự quá nó quắn. Nó quắn không biết đường mở luôn. Con cá bự cái nha, bự hơn lưới cái nó quắn hai ba nụt. Không biết đường mở luôn. Rồi thì mà nhiều đủ khô khô quẹt rồi. Rồi nghiêng xuồng vô nước luôn. Rồi, gần hết lưới rồi đó nha. Gần hết lưới rồi. Này đứng gió lực hầm quá cái nha. Đây em đó lưới 3 phần mà thả còn không dính. Hôm kia cũng mua lưới 4 phần rồi rất không khoan xuống luôn, ăn muối cục luôn quá. Hết lưới luôn cả nhà ơi. Hết lưới mà vớt được con em nữa. Cho đủ khô khô luôn. Rồi xong. Trăm thước. Trăm thước lưới có mấy con à. Nhớ con cá sạch không đó. Hồi về lũng luôn. Bất ngờ luôn. Lần đầu tiên hồi đó giờ nhỏ lớn đi thả lưới mà dính được nhiều. Mình cũng xin kết thúc video ở đây luôn cả nhà. Cũng tối dữ. Cũng 7 giờ rồi cả nhà. Rồi mình xin kết thúc video ở đây luôn rồi cả nhà. Và đừng quên cho mình một like và cái chia sẻ nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà nha.